Đám cưới lãng mạn trên biển của Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ, diễn viên Cổng Mặt Trời tổ chức hôn lễ bí mật tại Phan Thiết với hơn 100 vị khách mời. Sau lễ rước dâu ngày 7 tháng 3, hôm nay 10 tháng 3, diễn viên Nguyệt Ánh đã làm đám cưới trên biển tại một resort ở Phan Thiết. Vì muốn có một không gian cưới riêng tư nên cô chỉ mời hạn chế 100 vị khách gồm gia đình và bạn bè thân thiết. Dưới ánh hoàng hôn, Nguyệt Ánh và ông xã Eswa Rao, hơn 40 tuổi người Ấn Độ, đã cùng nhau làm nghi lễ chính thức nên duyên vợ chồng. Chồng nữ diễn viên chia sẻ, anh không biết nói điều gì bởi anh rất hạnh phúc trong giờ phút chót. Bên vợ ở lễ đường, anh yêu em rất nhiều và anh hứa với em, anh sẽ chăm sóc cho em hết cuộc đời, anh nói. Nguyệt Ánh cũng thổ lộ, em tin rằng anh là người mà em yêu nhiều nhất. Từ bây giờ trở đi, chúng ta hãy ở bên nhau mãi mãi. Mẹ Nguyệt Ánh hạnh phúc khi chứng kiến con gái đã tìm được người đàn ông của đời mình. Thúy Diễm Lê Ba La mặc váy trắng làm phù dâu trong đám cưới của bạn thân. Dàn phù rể có Lương Thế Thành, Quốc Cường, Hà Trí Quang và Hùng Thuận. Đôi Uyên Ương rạng rỡ chụp hình kỷ niệm với bạn bè sau khi hoàn thành nghi lễ trên bãi biển. Vốn kín tiếng trong cuộc sống riêng, Nguyệt Ánh giữ kín thông tin về hôn lễ nên không ít khán giả bất ngờ. Vợ chồng cô quen và yêu nhau hơn một năm mới quyết định xây dựng tổ ấm. Ông xã Ấn Độ của Nguyệt Ánh là giáo viên và đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thiết kế Minh Châu cũng có mặt trong đám cưới của Nguyệt Ánh. Vợ chồng Thúy Diễm Lương Thế Thành tình tứ trước giờ làm phù dâu phù rể cho đám cưới của bạn thân. Choáng với bản tình sự dễ thương được tiết lộ trong đám cưới của Nguyệt Ánh và ông xã Ấn Độ, khách mời có lẽ cũng phải ngạc nhiên trước bản tình sự này. Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng diễn viên Nguyệt Ánh đã chính thức làm lễ kết hôn với chồng người ngoại quốc. Lễ cưới của cả hai được tổ chức tại bãi biển Bình Thuận và khách mời dự kiến chỉ có bạn bè thân thiết cùng gia đình khoảng 100 người. Tiệc sẽ bắt đầu đón khách từ 15:30 và sẽ bắt đầu nghi thức lễ từ 16:00. Tiệc tùng kéo dài đến tận khuya, giống concept các nước phương Tây. Đặc biệt đám cưới được trang trí theo phong cách nhã nhặn và khá độc đáo, khi có thêm một bản nhật ký tiết lộ quá trình vợ chồng Nguyệt Ánh đến với nhau, khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Lễ cưới thêm phần thú vị khi xuất hiện một bản nhật ký tình yêu của Nguyệt Ánh và ông xã Ấn Độ. Có thể thấy Nguyệt Ánh và chồng gặp nhau lần đầu vào ngày 18 tháng 11, 2014 và nhiều sự kiện tiếp diễn cho đến ngày làm lễ cưới 10 tháng 3, 2017. Nhật ký tình yêu của Nguyệt Ánh được viết như sau. Ngày 18 tháng 11, 2014, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. 17 tháng 5, 2015, lần đầu tiên chúng tôi đến rạp chiếu phim cùng với chị của cô ấy. Ngày 3 tháng 5, 2015, kết bạn trên Facebook. Ngày 5 tháng 7, 2015, ngày hẹn hò đầu tiên. 28 tháng 8, 2015, nói I love you. Ngày 29 tháng 12, 2015, chuyến du lịch đầu tiên chúng tôi đi cùng nhau. Ngày 12 tháng 8, 2016, anh ấy cầu hôn và tôi đã đồng ý. Ngày 10 tháng 3, 2017 là khởi đầu cho sự hạnh phúc của chúng tôi mãi mãi về sau. Sân khấu lễ cưới của Nguyệt Ánh được thiết kế rất chuyên nghiệp, đơn giản nhưng vẫn toát lên sự thanh tao. Có thể thấy vợ chồng Nguyệt Ánh thực sự rất tâm huyết khi có thể chuẩn bị từng ly từng tí cho ngày trọng đại của mình như vậy. Trước đó, thiệp cưới của cặp đôi này làm ai cũng phải hâm mộ vì quá độc đáo và quan trọng rất là dễ thương. Thiệp cưới không đụng hàng của vợ chồng Nguyệt Ánh. Nữ diễn viên Nguyệt Ánh mời khoảng 100 bạn bè thân thiết đến tham dự hôn lễ của mình diễn ra tại Mũi Né vào hôm nay. Vốn là người kín tiếng nên Nguyệt Ánh ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm trên truyền thông. Vì thế, thông tin nữ diễn viên làm lễ đính hôn vào sáng ngày 7 tháng 3 tại nhà riêng ở quận Gò Vấp khiến mọi người bất ngờ. Tại lễ đính hôn ngày 7 tháng 3, Nguyệt Ánh xin phép mọi người không chụp ảnh cô dâu chú rể. Mãi đến khi di chuyển ra một nhà hàng sang trọng ăn tiệc, những hình ảnh của vợ chồng họ mới lộ diện. Ông xã của người đẹp Cổng Mặt Trời tên là Eswa Rao, hiện là thầy dạy yoga tại một trung tâm thể dục thể thao nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Một số hình ảnh trong album cưới của nữ diễn viên 33 tuổi vừa được chia sẻ trên mạng xã hội. Bộ ảnh được thực hiện vào tháng 2 tại bờ biển Vũng Tàu. Cô dâu tươi trẻ trong bộ đầm trắng tinh khôi, chú rể của Nguyệt Ánh cũng chọn trang phục đơn giản. Tiệc cưới chính thức của cả hai sẽ diễn ra trên bãi biển vào hôm nay tại một resort 5 sao ở Mũi Né. Buổi tiệc đón khách từ 15:30 và sẽ bắt đầu nghi thức lễ từ 16:00, dự kiến kéo dài đến tận khuya. Là một diễn viên nổi tiếng trong lĩnh vực truyền hình, nhưng Nguyệt Ánh có khá ít bạn bè, cô chỉ mời khoảng 100 khách dự tiệc. Theo tiết lộ, dàn khách mời có mặt tại Bình Thuận để chia vui với Nguyệt Ánh, chủ yếu là dàn diễn viên của Cổng Mặt Trời, Hùng Thuận, Lương Thế Thành, Hòa Hiệp, Bá Thắng, Lê Ba La và Kali.
thiệp cưới độc đáo của vợ chồng Nguyệt Ánh gửi đến những người bạn thân thiết. Hình ảnh vợ chồng Nguyệt Ánh được thiết kế đẹp mắt trên thiệp. Thông tin về hôn lễ được chia sẻ cụ thể ở thiệp mời này. Liên lạc với Nguyệt Ánh, nữ diễn viên sinh năm 1983 từ chối chia sẻ về chuyện vui của mình. Lấy chồng Ấn Độ, vì sao diễn viên Nguyệt Ánh lại kính tiếng đến thế? Ngày 7 tháng 3, diễn viên Nguyệt Ánh bất ngờ làm đám hỏi với một người đàn ông điển trai gốc Ấn Độ. Sự kiện này đã khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng bởi nữ diễn viên giấu nhẹm thông tin cho đến tận phút cuối. Nguyệt Ánh được biết đến là một diễn viên có năng lực và phủ sóng trên hầu hết các kênh của đài truyền hình phía Nam. Cô gây ấn tượng mạnh với vai diễn chị gái của diễn viên Kim Hiền, đó là một cô gái dịu dàng, nết na và hiền thục. Vai diễn đã giúp cho Nguyệt Ánh cùng đàn diễn viên đình đám như Tăng Thăng Hà, Kim Hiền, Huy Khánh lấn sân vào con đường giải trí. Ngay sau đó, Nguyệt Ánh nổi tiếng qua nhiều vai diễn trong những bộ phim được công chúng phía Nam yêu mến như Cổng Mặt Trời, Miền Đất Phúc, Thứ Ba Học Trò, Dòng Sông Huynh Đệ, Giấc Mơ Cổ Tích, Gia Đình Phép Thuật. Tuy nhiên, trong đời sống riêng tư, người đẹp này hiếm khi chia sẻ và cô chỉ chuyên tâm vào công việc của mình. Vậy nên, thông tin Nguyệt Ánh bất ngờ làm đám hỏi hôm 7 tháng 3 đã khiến fan bất ngờ. Lý do nào làm cho người đẹp phải giấu kín thông tin này? Con chim sợ cành cong vì từng một lần đau khổ. Vốn là một nghệ sĩ có tính cách khép kín và hiền lành, nên đời sống riêng tư của nữ diễn viên sinh năm 1984 rất ít khi bị báo chí nhắc đến. Tuy nhiên, vào tháng 7/2015, Nguyệt Ánh bỗng gây sốt trên hầu hết các mặt báo bởi tâm thư tố cáo bạn trai ăn cháo đá bát. Tâm thư dài của nữ diễn viên dốc tình, chia sẻ không úp mở mà chia sẻ thẳng thắn về việc cô đã từng nuôi ong tay áo bạn trai. Theo đó, trong tâm thư, Nguyệt Ánh đã rất bức xúc kể về bạn trai. Cô tiết lộ nhiều chi tiết về người đàn ông này như tốt nghiệp công nghệ thông tin, nhiều năm công tác ở trời Tây. Hiện là quản lý cấp cao của một công ty, luôn có chiêu trò lãng mạn và những status triết lý, lại là kẻ ăn cháo đá bát. Sau đó, Nguyệt Ánh còn nhấn mạnh bạn trai cũ là kẻ tham vọng, bất chấp thủ đoạn để có điều mình muốn. Cặp với người đã có gia đình, có con, tán tỉnh những cô gái có điều kiện. Không chỉ vậy, Nguyệt Ánh còn chia sẻ ví tiền của mình thường xuyên bị xâm phạm sau khi đi với bạn trai về. Thậm chí người đẹp Cổng Mặt Trời đã phải khổ sở làm việc, vất vả cực lực để chu cấp cho người yêu. Sau đó khi chia tay, Nguyệt Ánh đã bị mất trắng và không đòi lại được tiền. Đây chính là nỗi đau mà cô không thể chôn giấu. Người đẹp đã phải lên tiếng và đó chính là vết thương lòng khiến cô sợ tình yêu. Vậy nên, khi tìm hiểu và yêu bạn trai Ấn Độ đã hơn một năm, nhưng người đẹp vẫn giấu nhẹm. Cô sợ rơi vào vết xe đổ nên từ mặt báo lẫn trang cá nhân của mình, Nguyệt Ánh đều không muốn chia sẻ. Lý do vết thương lòng được xem là nguyên nhân cô không muốn công bố với ai. Thói quen sống khép kín từ nỗi đau ấu thơ. Mấy ai biết thuở thơ ấu, Nguyệt Ánh phải sống trong gia đình không toàn vẹn. Cha mẹ ly hôn đã trở thành vết thương trong lòng cô. Như Nguyệt Ánh đã chia sẻ, cô không muốn bị gãy đổ hạnh phúc giống mẹ. Người đẹp Cổng Mặt Trời chọn sống bình lặng trong showbiz để đổi lấy sự yên bình trong cuộc sống riêng. Nói về chuyện quá khứ, Nguyệt Ánh đã chia sẻ, mẹ tôi không có may mắn có được hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Tôi cảm nhận được điều đó từ bé nên rất mong muốn mình không bị gãy đổ như mẹ. Cho nên trong mọi mối quan hệ, tôi rất khó mở lòng. Khi yêu ai, thương quý ai, tôi sẵn sàng chia sẻ sống hết mình. Những mối quan hệ thân thiết của tôi hiểu theo nghĩa bạn thân và người yêu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì tính cách thói quen ấy đã khiến Nguyệt Ánh không muốn công bố chuyện tình cảm của mình với truyền thông. Cô muốn lặng lặng sống yên vui trong niềm hạnh phúc của riêng mình. Không muốn dùng đám cưới để PR tên tuổi. Với truyền thông phía Nam, cái tên Nguyệt Ánh vẫn mãi an toàn như thế. Cô cứ lặng lẽ xuất hiện tại nhiều sự kiện phim ảnh, nhưng không thể nổi bần bật như bạn bè đồng trang lứa. Nói về việc mình quá an toàn, cô trải lòng. Tôi thấy bây giờ khán giả thiên về quan tâm những scandal hoặc phát ngôn không chính thống từ diễn viên. Chuyện đời tư của họ hơn là để ý xem họ diễn xuất ra sao, cống hiến được những gì cho nghệ thuật. Tôi cũng như nhiều nghệ sĩ đến với nghề bằng cái tâm nên rất đau lòng trước chuyện đó. Nhưng biết phải làm sao, đó là xu hướng một số nghệ sĩ cố tình tạo ra. Bản thân tôi chỉ biết cặm cụi làm, còn đón nhận ra sao là chuyện của khán giả. Và thực tế cô cũng không quá mặn mà với việc sẽ trở thành người nổi tiếng hay có địa vị trong làng giải trí. Cô tự nhận mình có ngoại hình mong manh yếu đuối nên ít lợi thế thay đổi hình ảnh. Chính vì không quá coi trọng việc bứt phá tên tuổi bay cao nên trong chuyện kết hôn cô không muốn làm ầm ĩ. Và đó cũng là cách để cô tìm được sự bình yên trong cuộc sống. Người đẹp cũng không muốn chia sẻ quá nhiều về chồng điển trai gốc Ấn của mình. Chỉ biết rằng chồng cô là một huấn luyện viên thể hình tại một trung tâm thể dục có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh.
Được biết, đám cưới chính thức của cặp đôi này sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 2 tại thành phố Phan Thiết, nhưng mọi thông tin đều được giấu kín chặt chẽ.